Bầu trời u ám như thế này từ hồi 11 giờ, 12 giờ, bây giờ là 1 giờ 35 chiều. Ai biết coi thiên văn địa lý của trời đất thì sẽ hiểu. Đừng có thấy nhìn bầu trời mưa đen như vậy. Mọi người có ai thấy bầu trời như vậy chưa? Có thấy bầu trời xưa giờ như vậy chưa? Hồi 11 giờ mà tới bây giờ 1 giờ 35 phút mà ở thành phố Hồ Chí Minh như thế này, đây u ám đây. Đây là trên trời nha mọi người, đây là trên trời đó. Còn ở đây là heo linh gọi xuống đất đây, dưới đất đây. Trời mưa mà nó mưa xuống rồi, dân thành phố sẽ khổ nữa. Dân thành phố rất là khổ. Nam Mô A Di Đà Phật. Mong mong trời bớt cơn thịnh nộ cho nhân dân ở Việt Nam được bình an vô sự, thoát qua cơn bệnh dịch trong năm nhâm dần này nha. Tất cả cùng heo linh vượt qua khó khăn trong năm nhâm dần này nha cả nhà. Mỗi người niệm cho mình một câu A Di Đà Phật mỗi khi đi ngủ nha cả nhà. Mình không mê tín gì đoan nhưng mà mình nhìn bầu trời thôi. Đây mình nhìn bầu trời thôi cả nhà ơi. Mình cùng nhau niệm Phật khi mỗi khi đi ngủ, bất cứ đi đâu trong thanh tâm mình niệm Phật là được nha cả nhà. Ở đây mà trời mưa lớn một cái là không được. Mong mong trời bớt cơn thịnh nộ, đừng có mưa nữa. Mưa thì mưa ít thôi, đừng có mưa lớn. Mưa lớn là dân sẽ khổ lắm. Ở Tần Giang mà mưa như thế này là dân rất là khổ. Đây là trời nha, heo đang đi trên trời đây. Đó, trống đi, trống đi, A Di Đà Phật. Heo linh nói khùng nói điên vậy đó, mong là mọi người hiểu ý linh ra. Đây heo đang quay ở đây, đây là chùa đây, cây cối đó. Đây heo quay xuống đất đây. Ở trên thành phố mà trời mưa xuống nữa là ở thành phố là người cực nhất. Tại vì nước cống đó, nó khó không kịp, nó sẽ ngập xe, hư xe sư cụ, hư tài sản của dân hết. Ông trời đừng có giận nữa, đừng có hạnh nộ nữa. Chúng con sẽ sửa tâm, sửa tánh lại thôi. Đừng có hơn hôi sân si nữa mọi người ơi. Mọi người đi đâu cũng niệm Phật cho mình từ ngày hôm nay nha. Hôm nay là mùng 4 tháng 7 âm lịch rồi. Tu tâm, tu tánh vẫn còn kịp. Ai nói tu không kịp, như Linh nói vẫn tu kịp. Tu tâm, tu tánh sửa lại bản thân mình, lo làm ăn, lo cho cha mẹ con cái ở hiện tại này, cùng với Linh bước qua khó khăn của năm nhâm dần nha cả nhà. Chúc cả nhà buổi chiều phát đạt bình an vô sự, A Di Đà Phật. Đừng có mưa nữa, ông có nghe không? Không có mưa nữa.